hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh phong memo. hôm nay mình sẽ làm video để hướng dẫn cho anh em cái bước đó là quay video xác minh khuôn mặt ha. rồi thì khi anh em anh em đăng nhập vào cái uh, trang web là kcbot com. sau đó anh em sẽ vào cái dấu ba gạch cho mình. sau đó anh em vào tài liệu kc. tiếp tục anh em sẽ bấm vào cái chỗ camera đây nè. hiện tại là mình đã vượt qua kc của cái phần web khuôn mặt camera rồi ha. thì đã biết tại sao nó vượt qua thì anh em bấm vào cái biểu tượng uh, dấu tích ở bên dưới cái camera này anh em sẽ thấy này chúc mừng bạn ha xe của bạn đã hoàn tất thành công tài khoản của bạn đã được xác minh có nghĩa hiện tại là mình đã được xác minh camera ha Thì uh, cái lúc mình bật camera lên này thì uh, những anh em nào mà chưa làm bước này anh em bấm vào cái camera này thì nó sẽ có một cái chữ là Go ở đây ha Go ở đây thì anh em bấm vào chữ Go thì uh, khi đó nó sẽ xuất hiện ra cái um, video À, nó sẽ xuất hiện ra một camera thì anh em để camera trước mặt ha. Anh em để chừng à, à 5 giây, 5 giây đầu tiên thì à, anh em sẽ để khuôn mặt à, anh em sẽ làm khuôn mặt theo cái trạng thái mà nó đưa ra. Giả sử như đầu tiên là cái trạng thái tự nhiên thì anh em cứ để khuôn mặt mình tự nhiên. Rồi trạng thái thứ hai là hạnh phúc thì anh em cười ha. Thì anh em để à, camera trước mặt của anh em chừng tầm khoảng 5 đến 10 giây. Thì lúc đó cái hệ thống nó sẽ tự động nó nhận dạng khuôn mặt ha và nó sẽ tự động thoát À, khỏi áp luôn, đó và lúc đó nó sẽ có cái dầu cái dòng tích uh, nó có cái màu xanh ở cái, um, cái ô vuông camera đây thì có nghĩa là anh em đã vượt qua uh, cái KC quét khuôn mặt rồi ha, đó, thì rất đơn giản thôi, em chỉ cần vài giây là có thể là vượt qua được cái uh, cái phần KC uh, quét khuôn mặt này thôi, đó chỉ cần anh em có cái dấu ô vuông màu xanh nó hiện lên đây và anh em có cái dấu tích ở phía dưới này anh em kiểm tra này, mà nó ghi là chúc mừng KC của bạn đã hoàn thành. À, Hoàn tất thành công tài khoản của bạn đã được xác minh ha. Thì à, lúc đó xem như là anh em đã à, vượt qua cái bước là quét à, video khuôn mặt ha. Đó như vậy thôi rất đơn giản ha. Thì lúc đó cái trạng thái KC của anh em nó sẽ ghi là vừa tham gia ha. Còn tiếng Anh nó gọi là, đó. Còn tiếng Anh nó gọi là chết zone. Đó như vậy là là ok em nha. Anh em cứ à, làm xong bước này thì anh em cứ chờ đợi để cho nó xét duyệt anh em nha. Đó. Rồi.